Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi vì đã không tham gia phần trả lời họp báo sau trận giao hữu với đội Hồng Kông Trung Quốc. Bởi lúc đấy, tâm trí của tôi và các cầu thủ chỉ chú ý tới tình trạng chấn thương của Tiến Anh. Còn ở trận đấu ngày mai, cá nhân tôi coi trọng mọi trận đấu về mặt thứ hạng FIFA và cả chất lượng từng cầu thủ. Syria nhỉnh hơn chúng ta. Tuy nhiên, nó chỉ nằm trên lý thuyết. Ngày mai, chúng tôi có lợi thế sân nhà. Đội hình chúng tôi có sự đoàn kết lớn. Syria là một thử thách mà chúng tôi cần vượt qua để chuẩn bị cho vòng loại World Cup vào tháng 11 tới. Bây giờ Phượng cũng phải là cầu thủ trẻ nữa, nên là cái sự tự tin ra sân thì Phượng nghĩ khi có cơ hội thì Phượng sẽ luôn cố gắng hết mình, cũng như là sự tự tin thì lúc nào cũng có. Tôi mới dẫn dắt đội tuyển Syria được 4 tháng và cũng đang trong quá trình thử nghiệm đội hình và chiến thuật mới. Cá nhân tôi không đặt nặng kết quả trận đấu giao hữu ngày mai và cả việc họ nắm bắt chiến thuật mới như thế nào. Tôi cũng đã theo dõi đội tuyển Việt Nam khoảng 2-3 trận gần đây. Tôi rất tôn trọng thầy trò huấn luyện viên Chu Xie. Ngày mai sẽ là một trận đấu quan trọng với chúng tôi.